Hello tất cả mọi người, các bạn có khỏe không ạ? Hôm nay Kem Việt Tâm sẽ giới thiệu đến các bạn món tàu hũ sốt cà, một món ăn rất là phổ biến trong các bữa cơm của gia đình Việt Nam, giống như là một món ăn quốc dân vậy, đặc biệt là trong những ngày rằm. Cái món ăn này đem lại một cảm giác béo béo, thơm thơm và có nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là sẽ làm cho các bạn đỡ. Vậy, cách chế biến của món tàu hũ sốt cà như thế nào? Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn thì món này cực kỳ đơn giản. Các bạn hãy nhìn vào nguyên liệu của nó đi. Nguyên liệu của nó gồm 1 tép tàu hũ trắng mình mua ở siêu thị, 4 trái cà chua, còn lại là 3 rô hành ngò với gia vị thơm. Các bạn thấy đơn giản không nào? Bây giờ mình đi chế biến nó nha. Cái tàu hũ này á, là mình mua ở siêu thị. Các bạn về và các bạn đem rửa sạch, sau đó thái lại từng khối vừa ăn. 3 rô ngò thơm thì mình cắt góc đi, rửa sạch và sau đó thái nhỏ ra để mình nêm nếm gia vị. Cà chua thì các bạn rửa sạch, bỏ cuống, sau đó các bạn cắt thành từng khúc vừa ăn nha. Món ăn đơn giản thì chuẩn bị cũng đơn giản, thì chúng ta sẽ vào bếp để làm cái món tàu hũ sốt cà chua này nhé. Đầu tiên các bạn bắt chảo lên làm nóng, sau đó cho dầu vào đun sôi, làm bỏ ba rô vào trước phi thơm nhé. Sau đó bỏ cà chua vào, chúng ta đảo đều. Cà chua chín tới á, lên màu rất là bắt mắt. Sau đó chúng ta cho thêm một chén nước lọc vào. Các bạn cho vừa ngập cà chua là được nhé. Sau khi sốt cà chua chúng ta sôi rồi đó, thì chúng ta cho tàu hũ vào, đảo đều tay. Chúng ta để cho tàu hũ ngấm đều gia vị. Rồi sau đó chúng ta cho 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng đường. Cái vị đường này nó sẽ giảm được cái vị chua của cà chua, ăn nó sẽ dễ chịu hơn. Khi nêm nếm vừa ăn rồi, các bạn múc ra dĩa, trang trí thêm tiêu, ngò thơm. Và chúng ta đã có xong một món tàu hũ sốt cà rồi. Chúng ta cùng thưởng thức sau nào. Tàu hũ sốt cà nữa, chế biến thì vô cùng đơn giản, nhưng nó lại có một cái hương vị hết sức thơm ngon mà mang lại cái sự đa dạng cho thực đơn của chúng ta. Nguyên liệu thì dễ tìm, món ăn hứa hẹn sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình của các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video ăn chay tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.